Bà Trương là tổng giám đốc một đài xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công nhân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa. Thằng Cường liền nổi quạo. Không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến cho ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc đó tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho, mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp. Nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trời ơi! Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả là đều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng, nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Bà Trương thuở đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu, nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó, do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ, nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi, bà Trương bật khóc thống thiết. Chồng bà ngồi bên vội an ủi. Đừng khóc, đừng khóc nữa bà nó ơi. Hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ, đánh cha mắng mẹ. Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay hai vị phải ăn chay, trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thuở xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho Cường. Như vậy may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. Ba tháng sau,
Sao bà Trương gọi điện tới, xúc động nói: Vô cùng cảm tạ ngài, Phật Pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm, những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước, đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu, cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt, đánh đập con cái, mà phải sám hối những điều đã làm, đã trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu Phật lực nhiếp thọ, hóa giải, biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo, còn phải giáo dục con cái, hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên, khéo thân cận Phật Pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc, nhờ vào sự học Phật, tu trì, khiến đôi bên cùng được lợi, toàn gia đồng hưởng pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề. Riêng những người làm con, nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ, thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian, và vì thế, Ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh hay trí huệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian, chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó, dầu lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không bao giờ thấy đủ. Kiến thức thế gian không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng, cho nên nó không có chỗ dừng lại. Nó xoay dần chung quanh như mục đích thế gian. Đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi và dục lạc. Nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà chúng ta bị cột chặt vào. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên, sống thuận với trí huệ chân chính không phải dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại. Thiểu dục tri túc, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống có tiết độ. Bằng cách này, chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái
và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Nó tạo nên quan điểm của bạn, ý kiến của bạn. Nó tô điểm những ý tưởng của bạn. Nó là như thế đó. Chúng ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức, nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông vũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng: xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình. Đó là tất cả những gì họ làm: mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thực sự thành tựu một điều gì. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều. Có người thích ngắn, có kẻ thích dài. Người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình. Nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử, vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần, sắc thanh hương vị xúc tâm pháp, sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt xấu, vân vân, dẫy đầy khắp nơi. Sắc, có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà. Nó xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy. Mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết. Không có mùi hương nào khác có thể sánh được. Vì ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy. Khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila, tại nước Ấn Độ thuở xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình: ta dạy cho con tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn, con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con. Đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình. Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông, đàn ông gây phiền phức cho đàn bà. Nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề. Nếu phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ. Cái gì vậy? Lực gì vậy? Nó lôi kéo và hút bạn vào. Không ai nhận ra cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn giàu có, hay tham đắm mãi một điều gì đó. Loại ham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác. Khi đó trỗi dậy, bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng bạn, cha mẹ của bạn. Đức Phật dạy rằng lục trần, đối tượng của lục căn, là những cạm bẫy của ma dương. Ma dương nên được hiểu như là một điều gì đó có hại cho chúng ta. Cạm bẫy đó trói buộc chúng ta. Nó là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thọc ngay cổ. Một cái lò xo tốt giữ chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thế là xong, hết đường chọn lựa. Cạm bẫy của lục trần cũng vậy. Chúng nắm giữ chúng ta
và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi người thuyền chài tới, bạn có dùng dây cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được. Thật ra bạn không bị mắc như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn. Con ếch nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó, con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục căn thì cũng như vậy. Họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa bãi, và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói: anh có thể uống nước này nếu muốn. Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến độ có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông ta khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng, chúng là chất độc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp là chất độc. Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh nặng gần chết. Ông đã không nghe lời khuyên răn và bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ, có người thì gần ngất ngư. Bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí huệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó. Dầu trí huệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó cũng chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát. Nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành hầu có thể nhận biết trí huệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quán xét thân thể, quán xét mọi thứ chung quanh bạn, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh. Chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng, chúng ta đến đây xin xuất gia. Chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiện. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm mình kiên định. Nhưng điều này không dễ. Chúng ta quyết tâm thực hành một hành nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ. Nhưng chỉ một hai ngày, có lẽ chỉ vài ba giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta lại quyết tâm trở lại. Lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong các giác quan của mình lôi kéo, và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, và cứ như thế mãi. Giống như một con đê xây dựng, quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta vẫn không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Và nó cứ như thế mãi cho đến khi chúng ta nhận ra trí huệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ. Và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh, vì chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo chúng ta theo chúng. Những thói quen này không quên đường cũ. Chúng bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê và để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, kỳ giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh.
Mọi thứ mà bạn làm phải được làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột trói bạn với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia thường đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, họ nói tôi sẽ đến đây xuất gia. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình.